Quý vị hãy cổ vũ nồng nhiệt cho chàng trai trẻ miền Bắc và đừng quên nhắn tin bình chọn cho thí sinh với mã số bình chọn 06. Rơi lễ tiếc thương mà hãy dựng lên bằng đường giao ruột trời, hãy vượt núi băng sông đạp thành phá lụy đánh đuổi quân hồ dình giữ đất công châu, đáp nghĩa cha rồng mãi xuân phá thạch đền ơn mẹ tiên đã dệt gấm tiếng trống đồng, tiếng trống đồng đang vang vọng thề. Nghe hào hùng trong gió lòng, trong đất trời cao rộng, nâng hồn ta theo. Nghĩa là ta thành bất tử giữa sông núi cỏ cây, và ta dẫn bên nàng nước gió tung mây, đuổi quân giặc giữ yên bờ voi. Rồi thánh địa mê linh những đêm đầy trăng sáng, hai ta thề dài đứng kiếm dưới cành thề, chống trận xuất quân không chỉ báo thù chồng, mà vì nồi giống tiếng rồng như coi bờ Âu Lạc.